Thưa các thầy cô và quý vị đồng nghiệp, trưa hôm nay thì tôi đã được giao phó cho cái công tác là báo cáo một bài về chức năng hô hấp trong chẩn đoán sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì thực ra trong cái đề tài này thì cả hai phần đề tài là các anh các chị đều nắm vững cả. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là đã quá quen thuộc đối với các anh chị rồi. Chức năng hô hấp thì thực ra nó cũng là một cái vấn đề rất là căn bản và cơ bản. Nhưng mà trong cái chẩn đoán sớm đó thì có lẽ là một cái điều mà tương đối khá thú vị. Là tại vì sao? Là tại vì theo định nghĩa của Hiệp hội Gold thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay là từ nay chúng ta dùng cái chữ COPD cho nó nhanh, là được định nghĩa bởi những hội triệu chứng lâm sàng mà các anh các chị nắm, và cái và đó rất là quan trọng, là có cái chỉ số mà chúng ta quen thuộc với cái định nghĩa là chỉ số Gensler, là FEV1 trên FVC nó phải dưới 70% hay là dưới 0,7, và từ đó thì chúng ta mới có quyền để mà kết luận rằng là người bệnh nhân đó là người bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là COPD. Các anh chị cũng biết rằng là thuốc lá là cái nguyên do chính, không phải là nguyên do duy nhất nhưng mà là nguyên do chính gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thành ra khi mà chúng tôi đọc được cái bài báo cáo này đăng trên tờ New England Journal of Medicine vào năm 2016, có nghĩa là cách đây không lâu, nói về cái sự quan trọng của những triệu chứng lâm sàng nơi các người có hút thuốc lá có hoặc là không có bệnh COPD, và nhất là nơi những người có cái chức năng hô hấp bình thường thăm dò chức năng hô hấp lúc đó, thì chúng ta thấy rằng là chỉ số Gensler cao hơn 70%, có nghĩa là không cho phép chúng ta kết luận rằng là người bệnh nhân đó bị bệnh COPD. Tôi xin được có một vài phút để mà đi xem lại kết quả của cái nghiên cứu này với các anh các chị. Cũng như các anh chị biết rằng là ba cái triệu chứng lâm sàng mà rất là thường xuyên gặp phải nơi người hút thuốc lá và người bệnh nhân COPD là ho, cảm thấy khó thở và có đàm nhiều. Và nhất là cái chỉ số Gensler ở đây nó phải dưới 70%. Nhưng mà ở đây đó thì là các nhà nghiên cứu này đã quan tâm đến các bệnh nhân hút thuốc lá với những triệu chứng này là những triệu chứng của người bị bệnh COPD, nhưng mà với cái chỉ số Gensler là cao hơn 70%, và bởi vì thế nên chúng ta không thể kết luận rằng là những người này là những người bệnh nhân COPD. Dĩ nhiên trong nghiên cứu này với cũng như với tất cả những cái nghiên cứu khác có một nhóm chứng thì rất là đơn giản là những người chưa từng hút thuốc lá hoặc là cái số thuốc lá hút rất là ít, dưới một pack year, trong khi cái nhóm nghiên cứu là những người có hút thuốc lá và trên 20 pack year. Thì trong nhóm những người có hút thuốc lá thì các tác giả đã chia ra làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm là những bệnh nhân với định nghĩa COPD tính theo Gold, và một nhóm khác gọi là Preserved Spirometry, có nghĩa là những bệnh nhân không có hội chứng tắc nghẽn mãn tính với định nghĩa cái chỉ số Gensler dưới 70%. Và trong hai nhóm đó thì các tác giả lại còn có một cái điều rất là thú vị là quan tâm đến những bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng và những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng cùng trong cái nhóm không có chỉ số Gensler dưới 70% và cũng như là trong cái nhóm COPD. Thì triệu chứng lâm sàng ở đây là gì thì cũng rất là đơn giản. Thực ra đây là một cái nghiên cứu mà có rất là đông bệnh nhân. Thành ra các tác giả mới nghĩ một cách đơn giản rằng là chúng ta cứ phát cái câu hỏi gọi là COPD Assessment Test hay là CAT, CAT, và cứ xem coi những người bệnh nhân nào mà với chỉ số cao hơn 10, có nghĩa là có những triệu chứng lâm sàng có ý nghĩa, thì xem những người bệnh nhân đó là những bệnh nhân có triệu chứng. Và lúc đó thì đây các anh các chị thấy chia nhóm ra là như vậy. Nhóm A là nhóm chứng. Nhóm B, C, D, E là những người có hút thuốc lá, và nhóm B và nhóm C là những người có hút thuốc lá nhưng mà không có sự nghĩa là đo hô hấp ký thì vẫn bình thường, trong khi nhóm D và nhóm E là những người có COPD.
Thì ở đây các anh các chị thấy rằng là trong mỗi nhóm đó thì là người ta quan tâm đến cái bảng câu hỏi CAT CAT có cao hay là thấp hơn dưới 10%. Thì ở đây như chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta so sánh 5 nhóm với nhau và chúng ta lấy cái chỉ số mà chúng ta quan tâm tới là những lần nhập viện vì lên cơn cấp, thì dĩ nhiên rằng là nhóm bệnh nhân mà có COPD, có nghĩa là chỉ số FEV1 trên FVC dưới 70% và có những triệu chứng có nghĩa là có CAT, có CAT trên 10, thì là những nhóm đó là những nhóm mà có nhiều cơ nguy nhập viện vì lên cơn cấp. Ở đây có một điều nên nói đến là cũng như là các chị biết rằng là hiện nay trên thế giới, cũng như cô Lan có nhắc đến hồi sáng, cũng như thầy Châu, là cái chỉ số Gensler đó cũng bị nhiều người chỉ trích. Thành ra các tác giả ở đây đã dùng nhiều cái tiêu chuẩn khác nhau, hoặc là chỉ số Gensler dưới 70% theo định nghĩa Gold, hoặc là dưới 75%, hoặc là dưới 65%, hoặc là dưới cái lower limit of normal. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đây cho dù cái định nghĩa nào thì cái nhóm này cũng là cái nhóm mà có nhiều cơ nguy nhập viện nhất. Nhưng mà cái nhóm mà tuy rằng gọi là có COPD, có nghĩa là FEV1 trên FVC dưới 70% nhưng không có triệu chứng thì lại tương đối không có nhiều cái cơ nguy nhập viện. Ngược lại, nhóm có hút thuốc lá nhưng mà chức năng hô hấp bình thường, có nghĩa là FEV1 trên FVC cao hơn 70% và có triệu chứng, lại là cái nhóm đến thứ nhì trong cái cơ nguy mà có thể nhập viện. Thành ra cái kết luận ở đây của các tác giả là FEV1 trên FVC tuy rằng là được gold xem như là cái gold standard, có nghĩa là cái điểm mà chính, cái điểm son để mà định nghĩa rằng người bệnh nhân đó có COPD không, thì cái đó lại không phải là cái chỉ số chính để mà chúng ta có thể tiên đoán rằng là người bệnh nhân đó trong năm sắp tới có thể nhập viện hay không. Và cái chỉ số chính là những cái triệu chứng, và những triệu chứng đó được đánh giá bởi bảng câu hỏi questionnaire CAT. Và nếu mà chúng ta so sánh và cái style này để mà tổng hợp tất cả những cái gì mà chúng ta đã xem qua, thì là nhóm bệnh nhân, hoặc là cũng chẳng phải là bệnh nhân nữa, những người có hút thuốc lá nhưng mà có triệu chứng và có chức năng hô hấp bình thường là cái nhóm mà có nhiều cơ nguy nhập viện nhất, so với lại nhóm những người mà bị tắc nghẽn với định nghĩa là FEV1 trên FVC dưới 70%, và dĩ nhiên là so với nhóm chứng là nhóm mà không hút thuốc lá. Bởi vì thế nên từ đó các tác giả mới đưa ra một cái khái niệm rằng là có một số các bệnh nhân tuy chưa được xem là có COPD theo định nghĩa Gold nhưng mà cũng thuộc nhóm mà chúng ta cần quan tâm đến, tại vì những bệnh nhân đó là những bệnh nhân hút thuốc lá và đã có những cái triệu chứng khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng là trong năm sắp tới những bệnh nhân đó có những cái cơ nguy nhập viện. Và ông chủ bút của tờ New England Journal of Medicine mới đặt cái câu hỏi trong cái bài viết editorial, hỏi rằng là bây giờ chúng ta có nên đặt thêm một cái tên mới cho cái nhóm bệnh nhân đặc biệt này, tuy chưa phải là COPD nhưng mà có khả năng nhập viện vì lên cơn cấp, không khác gì cái người đã có COPD rồi. Thế đây cái câu hỏi là như vậy, là nếu mà cái chỉ số FEV1 trên FVC không phải là một cái chỉ số tốt để mà chúng ta có thể tiên lượng được cái khả năng mà nhập viện, thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái chỉ số nào, cái thông số nào mà chúng ta có thể có trong cái thăm dò chức năng hô hấp để mà có thể theo dõi các bệnh nhân. Thì tôi xin nhắc lại là cái nếu mà chúng ta đo về cái FEV1 trên FVC thì chúng ta chỉ đo một cái chỉ số mà thôi. Trong khi đó thì trong thăm dò chức năng hô hấp chúng ta biết rằng là có những phần khác như là những cái dung tích và những cái thể tích, và đặc biệt là trong những cái thể tích đó có cái thể tích khí cảnh này mà chúng ta thường không có đo được. Nếu mà chúng ta chỉ làm một cái hô hấp khí bình thường, chúng ta cần phải đến một cái phế thân khí toàn thân mới có cái khả năng để mà đo khí cảnh. Thì rất là gần đây có một cái nghiên cứu rất là thú vị được đăng trong cái tờ báo của Hiệp hội Hô hấp của Anh Quốc, The Thorax, quan tâm đến những cái chỉ số đo dung tích và thể tích để mà có thể tiên đoán được cái nguy cơ tử vong hoặc là nguy cơ nhập viện vì lên cơn cấp, nơi những người có hút thuốc lá
mà không có COPD, có nghĩa là với cái chỉ số FV1 trên SVC vẫn bình thường. Thì ở đây tuy rằng là thoáng nhìn qua thì chúng ta có thể choáng là tại vì chúng ta thấy rằng là ở đây nó có rất là nhiều điểm chấm, nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản. Thứ nhất đó là các anh các chị cứ xem về cái chỉ số Gensler thì tất cả những bệnh nhân ở đây đều có chỉ số Gensler cao hơn 85% so với lại những cái chỉ số mà tiên đoán. Và ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta quan tâm đến chỉ số FV1 thì tất cả những bệnh nhân này đều có cái chỉ số FV1 cao hơn 80% so với cái chỉ số tương đối dự đoán. Nhưng mà nếu mà bây giờ các anh các chị quan tâm đến cái chỉ số thể tích khí quản trên cái dung tích phổi toàn phần, thì cái thể tích khí quản mà trên cái dung tích phổi toàn phần nó càng cao bấy nhiêu đó, thì nó lại càng chứng tỏ rằng là người bệnh nhân đó có vấn đề bấy nhiêu. Thì ở đây các anh các chị thấy rằng là trong tất cả những bệnh nhân này với cái chỉ số Gensler bình thường thì có gần như là phân nửa số bệnh nhân sẽ có cái thể tích khí quản nó được tăng lên. Đó là những bệnh nhân có những với những cái điểm chấm màu xanh dương như vậy. Và ở đây cũng vậy. So với tất cả những người bệnh nhân có FV1 bình thường thì có gần phân nửa các số bệnh nhân có cái chỉ số thể tích khí quản trên TLC bất bình thường, có nghĩa là cao. Và bây giờ nếu mà chúng ta quan tâm đến cái phần mà các bệnh nhân mà có những cái chỉ số cao này, thì chúng ta thấy ở đây thì nó hơi rắc rối một tí, tại vì đây người ta quan tâm đến những bệnh nhân nào không nhập viện bởi vì lên COPD, lên cân cấp. Thì những cái người bệnh nhân nào mà với chỉ số khí quản và trên TLC bình thường là những cái người bệnh nhân mà có cái số lượng không nhập viện cao nhất. Nói một cách khác đó là những cái người bệnh nhân nào mà có cái chỉ số khí quản này nó tăng thì chính là những cái người bệnh nhân sẽ có những cơ nguy nhập viện bởi vì lên cân cấp. Và cũng trong cái khuynh hướng đó thì chúng ta thấy rằng là những bệnh nhân nào mà còn sống sót sau, tại vì cái theo dõi này là nó kéo đến 24 năm, sau những cái năm tháng theo dõi thì là chúng ta thấy là những người nào mà có cái chỉ số khí quản nó tăng chính là những người bệnh nhân mà cái khả năng sống còn nó kém so với là những người bệnh nhân nào với cái chỉ số khí quản mà nó kém. Thì cái việc nó là như thế nào? Thực ra đó là cái chỉ số khí quản nó liên quan đến một cái vấn đề là khí quản sở dĩ mà nó tăng là tại vì bệnh COPD thực ra là một cái bệnh nó liên quan đến các tiểu phế quản nhiều hơn là đến các phế quản lớn. Và những cái tiểu phế quản đó thường không được đánh giá bởi cái FV1 mà nó được đánh giá bởi những cái chỉ số khác. Và những cái chỉ số đó thì chúng ta không có đo. Thành ra một cách gián tiếp để mà chúng ta xem rằng là những cái tiểu phế quản đó nó có bị tắc nghẽn bởi bệnh COPD là cách chúng ta đo khí quản. Và nếu mà khí quản tăng thì lúc đó người bệnh nhân chính là những cái người mà có cơ nguy hoặc là nhập viện hoặc là cái tử vong cao. Và đây tôi xin được phép nói sơ qua về cái sinh lý hô hấp, về cái sự tăng khí quản đó. Thì cái việc nó là như vậy, là nơi người bình thường thì lúc mà chúng ta gắng sức ở đây đó là cái thể tích lưu thông, cái tidal volume, chúng ta hít vào thở ra, hít vào thở ra, lúc mà chúng ta gắng sức thì cái thể tích lưu thông này nó sẽ tăng. Và cái thể tích lưu thông này sở dĩ mà nó tăng lên được là tại vì chúng ta sẽ giảm cái dung tích chức năng, có nghĩa là cái FRC, functional residual capacity. Chúng ta giảm được cái dung tích chức năng này nên chúng ta có thể tăng được cái thể tích lưu thông. Nơi người bệnh nhân COPD thì ngược lại, cái thể tích lưu thông lúc mà gắng sức nó sẽ giảm đi. Nó giảm đi là bởi vì cái dung tích chức năng này nó tăng lên. Dung tích chức năng này nó tăng lên là bởi vì những cái tiểu phế quản trong khi gắng sức nó sẽ khép lại, nó sẽ không cho phép cái lá phổi của chúng ta thở ra tất cả những cái gì chúng ta hít vào. Và cái này nó giống như là cái phần mà bị tắc nghẽn rồi không ra hình nữa. À đây,
Đây là nơi người bệnh nhân bình thường. Cái dung tích chức năng sẽ được giảm để mà chúng ta có thể tăng cái thể tích lưu thông. Đây là người bệnh nhân COPD. Dung tích chức năng nó sẽ tăng, bởi vì thế nên cái thể tích lưu thông nó giảm xuống. Nhưng mà cái điều quan trọng là nếu mà chúng ta đo cái độ giãn của nội của phổi, cái mà tiếng Anh họ gọi là compliance, có nghĩa là cái phần khác biệt giữa dung tích delta V trên cái sự khác biệt giữa áp suất delta P, thì chúng ta thấy rằng là nơi người bệnh nhân COPD, cái compliance này nó có một cái dáng rất là đặc biệt mà tôi xin nói thêm về cái dáng đặc biệt. Nó là như thế này. Nó cái dáng này đó, thực ra đó, đối với các anh chị nào mà không có quen thuộc với lại cái những cái hình vẽ liên quan đến cái compliance, thì các anh chị cứ nghĩ rằng là cái này nó càng dốc bao nhiêu đó thì nó càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Có nghĩa rằng là chúng ta có cái khả năng để mà chúng ta huy động một cái dung tích cao, trong khi đó chúng ta dùng một cái áp suất thấp. Ít áp suất, nhiều dung tích, có nghĩa là phổi của chúng ta có cái khả năng giãn nở tốt. Trong khi cái này, cái độ dốc này nó càng là bao nhiêu, bấy nhiêu, có nghĩa là nó càng thấp bấy nhiêu đó, thì là chúng ta sẽ mất đi cái khả năng huy động những cái dung tích cao. Cùng một lúc thì chúng ta phải huy động cái áp suất rất là lớn. Và cái người bệnh nhân COPD chính là người bệnh nhân bị cái trường hợp đó. Và cái này thì nó cũng được cách nghĩa rằng là trong bệnh COPD, đây là nơi người bình thường và đây là nơi người COPD, thì chúng ta sẽ có hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất đó là mất đi cái sức đàn hồi, và cái hiện tượng thứ nhì là cái sự mà tắc nghẽn của các tiểu phế quản. Cái này cộng với cái kia khiến cho nơi người bệnh nhân COPD lúc mà thở ra sẽ gặp phải cái khó khăn rất là đáng kể để mà tống khứ ra tất cả những cái lượng không khí mà chúng ta hít vào. Và cái này cũng được cách nghĩa bởi một cái hình dáng quen thuộc hơn đối với các bác sĩ hô hấp là cái flow volume curve. Đây là nơi người bình thường, đây là thể tích lưu thông lúc mà chúng ta đang nghỉ ngơi, và đây là thể tích lưu thông lúc mà chúng ta gắng sức. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là với cái lưu lượng này, chúng ta có thể tăng thể tích lưu thông một cách rất là thoải mái, tại vì ở đây chúng ta vẫn còn nằm trong cái coi như là cái tài sản mà hô hấp của chúng ta. Trong khi đó, nơi người bệnh nhân mà bị tắc nghẽn mãn tính thì bởi vì cái lưu lượng nó thấp, thành ra lúc mà chúng ta thở bình thường thì chúng ta thở ở đây, nhưng mà lúc chúng ta gắng sức thì chúng ta phải lên đây mà chúng ta thở. Tại vì lên tới đây thì chúng ta mới có thể có cái lưu lượng cần thiết để mà chúng ta tống khứ những cái hơi thở hít vào. Và bởi vì thế nên mà các anh chị cũng biết rằng là chúng ta, mỗi khi mà chúng ta xê dịch cái khoảng thể tích lưu thông về phía bên tay trái, có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cái thể tích khí cạnh, và có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cái dung tích chức năng của phổi, cái FRC. Đây là một cái hình vẽ khác cũng cách nghĩa cùng cái hiện tượng đó, và hai cái này cộng lại sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn cái hiện tượng này. Có nghĩa là cái hiện tượng khi người bệnh nhân COPD phải thở gắng sức thì phải lên một cái mức độ mà cái hình vẽ của cái compliance này nó có một cái độ dốc rất là, có nghĩa là nó rất là thấp. Có nghĩa là chúng ta cần rất nhiều cái áp suất để mà có thể huy động được một cái lượng không khí mà tương đối nó ít. Thành ra chúng ta có thể kết luận rằng là, thứ nhất, có một số bệnh nhân hút thuốc lá nhiều, tuy rằng là chưa đạt được cái định nghĩa của Gold, có nghĩa là FEV1 dưới trên FVC dưới 70%, nhưng mà chúng ta không thể nào xem là những bệnh nhân đó không có một cái sự bất bình thường trong cái thăm dò chức năng hô hấp, bởi vì những bệnh nhân đó có cái khí cảm tăng. Cái nghiên cứu thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ đó là liên quan đến cái kỹ thuật đo khuếch tán. Thì cũng như các anh chị biết là khuếch tán đó là một cái hiện tượng tương đối cũng rất là đơn giản, là chúng ta đo cái lượng CO có cái khả năng mà xuyên qua màng để mà đi vào máu nơi người bệnh nhân COPD. Và bởi vì những người bệnh nhân đó có hai hiện tượng, thứ nhất là khí phế thủng, thứ nhì là cái sự tắc nghẽn nơi những cái tiểu phế quản, nên cái DLCO đó thường rất là bị giảm thiểu, có nghĩa là bị sụt đi. Thì nơi cái nghiên cứu này đăng trong tờ ERJ của Hội Hô hấp Âu Châu năm 2015, thì các tác giả đã quan tâm đến các bệnh nhân mà vẫn với cái thăm dò chức năng hô hấp bình thường, có nghĩa là FEV1 bình thường và FVC bình thường, nhưng mà với cái DLCO chia ra làm hai nhóm.
Một nhóm là DLCO bình thường và một nhóm khác là DLCO bất bình thường. DLCO bị giảm đi. Tất cả các bệnh nhân này đều có FEV1 trên FVC cao hơn 70%, có nghĩa là không có phải là bệnh nhân COPD theo định nghĩa của Gold. Thì chúng ta thấy rằng là những người bệnh nhân nào mà có DLCO lúc đầu bình thường, có nghĩa là trên 80%, thì sẽ có rất ít, 1, 2, 3, 3, 2 người bệnh nhân chỉ có 1, 2 người bệnh nhân màu trắng này, 2 người bệnh nhân sau khi được theo dõi trong vòng 60 tháng cho đến 120 tháng, thì chỉ có 2 người bệnh nhân trên số 54 người bệnh nhân đó sẽ, lúc đó sẽ biến thành bệnh nhân COPD, sẽ có cái chỉ số Gensler dưới 70%. Đó là những người bệnh nhân với FEV1 bình thường, FVC bình thường và DLCO bình thường. Trong khi đó, nếu mà chúng ta quan tâm đến những người bệnh nhân một cái nhóm khác cũng với FEV1 bình thường, FVC bình thường nhưng mà DLCO giảm ngay từ lúc đầu dưới 80%, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta theo dõi số bệnh nhân đó thì sẽ có 10 trên 46 bệnh nhân trong vòng 60 tháng cho đến 120 tháng sẽ biến thành những bệnh nhân COPD. Nói một cách khác, để mà kết luận trên cái nghiên cứu này, thì chúng ta có thể nói rằng là cái DLCO nó cũng là một cái chỉ số cho phép chúng ta có thể tiên đoán được rằng là những bệnh nhân đó trong tương lai, tuy rằng là bây giờ cái FEV1 nó vẫn bình thường, nhưng trong tương lai sẽ có thể biến thành những bệnh nhân COPD theo cái định nghĩa của Gold. Và đây, để mà lặp lại những cái kết luận vừa qua, nhóm bệnh nhân với DLCO bình thường thì sẽ có rất là ít những người sẽ trở thành COPD, 3% mà thôi. Nhóm bệnh nhân với DLCO bị giảm thì sẽ có đến 1/5, 22% bệnh nhân sẽ biến thành bệnh nhân COPD sau một thời gian theo dõi. Thành ra cái kết luận đó là chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ dựa trên cái FEV1, trên FVC theo Gold, thì dĩ nhiên lúc mà chúng ta có được cái chỉ số đó, chúng ta có thể kết luận rằng là bệnh nhân đó là bệnh nhân COPD. Nhưng mà cái đó không phải là một cái chỉ số đủ chính xác để mà chúng ta có thể phát hiện ra những bệnh nhân đang bị COPD nhưng mà chưa bị COPD theo định nghĩa của Gold. Và có lẽ ngày hôm nay bên cạnh cái chỉ số FEV1 trên FVC theo khuyến cáo của Gold, thì nếu mà chúng ta có khả năng để mà làm những cái kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp khác như là đo khí quản và đo DLCO, thì có lẽ hai cái chỉ số đó sẽ giúp cho chúng ta có thể tiên đoán được những cái cơ nguy trở thành COPD của một số các bệnh nhân có hút thuốc lá và có những triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân COPD. Xin cảm ơn các thầy cô.